Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trong video hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em những chương trình bán hàng của mẫu xe sedan hạng B, đó là chiếc Kia Sonoto. Nhìn chung, tại thời điểm đầu tháng 12 này, giá xe Kia Sonoto không có gì thay đổi, giá vẫn vậy, trong khi đó một số mẫu xe sedan hạng B đang giảm giá rất là nhiều. Vì vậy, em làm video này để anh em có thêm cơ sở và căn cứ, và từ đó anh em có thể lựa chọn cái mẫu xe nào và phiên bản nào cho nó phù hợp, không nhất thiết là phải mua Kia Sonoto. Đây là quan điểm cá nhân của em, vì Kia Sonoto thời điểm này không có hỗ trợ về tiền mặt. Mời anh em cùng xem chi tiết video. Mời anh em cùng đến với phần đầu tiên, đó là những cái thông tin chung. Kia Sonoto được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản để anh em lựa chọn, trong đó có 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động, cụ thể như sau: Sonoto bản MT, Sonoto bản MT Deluxe, Sonoto bản AT Deluxe và Sonoto bản AT Luxury. Chính sách bán hàng của Kia phân vùng thị trường. Anh em ở đâu mà có showroom của Kia rồi thì anh em chỉ được phép mua xe ở showroom đó. Và hình thức mua bán, anh em có hai hình thức, đó là mua trả thẳng hoặc mua trả góp. Những anh em mua trả góp thời điểm này thì ngân hàng có mức lãi suất tương đối cao. Anh em được vay tối đa là 85% giá trị xe, thời gian vay tối đa 8 năm, tối thiểu 3 năm. Mức lãi suất năm đầu tiên anh em được ưu đãi là khoảng 0,9% trên một tháng. Từ năm thứ 2 trở đi, biên độ sẽ dao động khoảng 1,2 cho đến 1,3%. Điều kiện để anh em vay vốn tại thời điểm này đó là anh em không có nợ xấu, và ngân hàng sẽ tư vấn anh em mua thêm một gói bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay. Mời anh em cùng đến với phần thứ hai, đó là chi tiết chương trình bán hàng từng phiên bản Kia Sonoto tại thời điểm này. Mời anh em cùng đến với bản đầu tiên, đó là chiếc Kia Sonoto bản MT. Giá niêm yết của nhà máy là 389 triệu, thì tại thời điểm đầu tháng 12 này, giá xe chỉ được giảm cho anh em có 5 triệu thôi. Giá bán cho anh em là 384 triệu. Về khuyến mại, anh em cũng được tặng những phụ kiện theo xe như là giảm cách nhiệt, thảm chân, túi cứu hộ. Và với cái giá bán là 384 triệu thì chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em, cụ thể như sau: anh em ở Hà Nội sẽ là 453 triệu, anh em ở Sài Gòn là 444 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 433 triệu, và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 425 triệu. Chi phí trên đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước, anh em có thể nhìn trên màn hình. Những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 326 triệu, và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán cho em ít nhất là 6,5 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 3,4 triệu, lãi suất tháng đầu tiên là 3,1 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau: anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 126 triệu, anh em ở Sài Gòn là 118 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 107 triệu, và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 99 triệu. Bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên bắt buộc anh em phải mua, trị giá là 5,3 triệu. Đồng thời anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom mà anh em mua xe, và ngân hàng sẽ tư vấn anh em mua thêm một gói bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay. Căn cứ vào giá bán cũng như là chi phí ra biển số lăn bánh của chiếc Kia Sonoto bản MT, trên thị trường anh em sẽ có thêm những sự lựa chọn, ví dụ như là chiếc Astra bản MT giá rẻ hơn Sonoto MT khoảng tầm 30 triệu, hoặc anh em cố thêm 25 triệu, anh em sẽ mua được chiếc Accent MT bản tiêu chuẩn. Anh em cân đối. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai, đó chính là chiếc Kia Sonoto bản MT Deluxe. Giá niêm yết của nhà máy là 439 triệu, thì tại thời điểm tháng 12 này anh em được giảm 5 triệu tiền mặt, giá bán là 434 triệu, anh em cũng được tặng kèm những phụ kiện, anh em xem trên màn hình đây ạ. Và chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau: anh em ở Hà Nội sẽ là 509 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 500 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 489 triệu, và anh em ở các tỉnh áp 10% là 480 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những khoản chi phí, anh em có thể nhìn trên màn hình. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 368 triệu, và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 7,1 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 3,8 triệu, lãi suất tháng đầu tiên là 3,3 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau: anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 140 triệu,
anh em nào ở Sài Gòn là 131 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp 12% là 120 triệu, và anh em ở các tỉnh áp 10% là 111 triệu. Bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên trị giá là 6 triệu. Như vậy, đối với chiếc Kia Sonoto bản MT Dynax trên thị trường, anh em sẽ có thêm những sự lựa chọn mà phù hợp hơn, đó là chiếc Toyota Vios bản EMT số sàn. Hiện tại con Vios EMT số sàn đang giảm giá, bây giờ giá bán chỉ còn có 444 triệu, như vậy thì chỉ đắt hơn con Sonoto bản MT Dynax có 10 triệu. Hoặc anh em có thể mua chiếc Accent MT bản đủ, đắt hơn con Kia Sonoto bản MT Dynax khoảng 20 triệu. Hoặc thấp hơn thì anh em có sự lựa chọn, đó là chiếc Accent MT bản tiêu chuẩn, giá bán là 410 triệu. Và những chiếc xe em giới thiệu đến anh em thì có form xe rộng hơn, cũng như là cái mặt bằng chung là hơn chiếc Kia Sonoto. Em chia sẻ rõ ràng quan điểm để anh em nắm được. Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ ba, đó là chiếc Kia Sonoto bản AT Dynax. Giá niêm yết của nhà máy là 469 triệu thì tại thời điểm này giá bán cho anh em vẫn giữ nguyên, không thay đổi, vẫn là 469 triệu. Anh em vẫn được tặng kèm những phụ kiện, anh em có thể xem trên màn hình. Và chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 547 triệu, anh em ở Sài Gòn là 538 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% là 528 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% là 518 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể nhìn trên màn hình. Những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Sonoto bản AT Dynax, anh em được vay ngân hàng tối đa là 398 triệu. Và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 7,7 triệu. Trong đó gốc chia đều là 4,1 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên là 3,6 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 149 triệu. Anh em ở Sài Gòn là 139 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% là 129 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp 10% là 120 triệu. Bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên anh em bắt buộc phải mua vì anh em mua trả góp, và trị giá là 6,5 triệu. Như vậy, đối với phiên bản Kia Sonoto bản AT Dynax trên thị trường, anh em sẽ có nhiều sự lựa chọn khác mà phù hợp hơn. Ví dụ đó là chiếc Astra bản AT CVT Premium, giá bán còn thấp hơn cả chiếc Sonoto bản AT Dynax. Hoặc chiếc Accent bản AT tiêu chuẩn, giá bán cũng tương đương là 470 triệu. Hay anh em có thể mua chiếc Vios E số tự động, giá bán cho anh em khoảng đâu đó là 495 đến 497 triệu, cũng chỉ cao hơn khoảng 230 triệu thôi ạ. Ngoài ra thì anh em còn có sự lựa chọn ví dụ như chiếc Mazda 2 hay là một số những cái mẫu xe khác. Vì trong cái phân khúc xe đa hạng B, hiện tại có rất là nhiều mẫu xe đang giảm giá, anh em có thể cân đối. Và phiên bản cuối cùng mời anh em cùng đến với chiếc Kia Sonoto bản AT Luxury. Giá niêm yết của nhà máy là 489 triệu và tại thời điểm này giá bán vẫn giữ nguyên là 489 triệu. Và khuyến mại anh em cũng được tặng kèm những phụ kiện như em chia sẻ trên màn hình. Chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 570 triệu, anh em ở Sài Gòn là 559 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% là 550 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% là 540 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước, anh em có thể nhìn trên màn hình. Những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 415 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 8 triệu, trong đó gốc chia đều là 4,3 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,7 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 154 triệu, anh em ở Sài Gòn là 144 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 134 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 125 triệu. Bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên bắt buộc anh em phải mua và trị giá là 6,8 triệu. Đối với phiên bản Kia Sonoto bản Luxury này, trên thị trường anh em có quá nhiều sự lựa chọn khác mà nó phù hợp hơn, cũng như là option trang thiết bị nó đầy đủ hơn. Ví dụ như là chiếc Vios E bản AT này, chiếc Honda City bản G, hay là chiếc Accent bản AT tiêu chuẩn, hoặc Accent AT bản đặc biệt, anh em thì cố thêm đôi chút 10-20 triệu là mua được rồi. Chính vì vậy, Kia Sonoto tại thời điểm này không phải là mẫu xe để anh em lựa chọn. Đây là theo quan điểm, rõ ràng quan điểm cá nhân của em luôn, để anh em nắm được. Về nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Kia Sonoto, và hiện tại cũng không có xe giao ngay cho anh em. Và chính vì vậy, kể cả giá bán có tăng thì cũng không có xe giao. Và đây cũng là căn cứ để nhà máy tăng giá, do những cái linh kiện nhập từ nước ngoài, những lô xe tiếp theo đã tăng thì khi lắp ráp ra xong chiếc xe thì giá bán cũng sẽ tăng lên. Chính vì vậy, giá bán của Kia Sonoto tại thời điểm này đang
cao hơn so với một số những cái mẫu xe lắp ráp hiện tại đang được giảm giá để đẩy hàng tồn 2022. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của chiếc Kia Sonoto tại thời điểm đầu năm 2022 này. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.